Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Mã Lịch Sử Chưa Viết. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi được sự yêu cầu của một vài người bạn trên cộng đồng mạng hỏi thăm chúng tôi hiểu biết về sách giáo khoa ở bên Mỹ như thế nào. Thì chúng tôi xin mời anh Nguyễn Mạnh Quang, là người đã có 23 năm kinh nghiệm dạy học ở các trường trung học phổ thông cấp 3 ở tiểu bang Washington. Thì anh, cái giới hạn của chúng tôi là chỉ biết trong cái tiểu bang Washington, mà cái quý vị biết là cái nước Việt Nam mình thì cái diện tích thì cũng cỡ đó thôi, cũng cỡ một tiểu bang thôi. Thì do đó là chúng tôi cũng nghĩ rằng tất cả những cái kiến thức hay là những cái hoạt động của cùng một cái tiểu bang thì nó mới có thể mới so sánh tương đương với cái nước Việt Nam của mình. Và chúng tôi không có biết ở tiểu bang khác như thế nào, mà 23 năm dạy thì chúng tôi nghĩ rằng anh Quang có thể đóng góp cho quý vị cái kiến thức về cái mặt đó. Xin mời anh Quang chào quý vị khán thính giả của kênh Mã Lịch Sử Chưa Viết. Xin thân chào quý vị khán thính giả, hôm nay lại gặp lại quý vị để chúng tôi trình bày với quý vị khán thính giả về vấn đề sách giáo khoa lịch sử ở Hoa Kỳ. Thưa anh, khi mà anh đi dạy đó thì anh dạy những môn gì và anh dạy những trường nào? Thưa quý vị, khi mà tôi chính thức vào dạy thì tôi gọi là giáo viên dạy môn sử địa, và tiếng Anh thì nó gọi là social studies. Phụ trách của chúng tôi là có môn 5 môn, tức là lịch sử Hoa Kỳ là một. Thì học sinh Hoa Kỳ đó trong cấp 2 và cấp 3 nó đòi hỏi phải có 5 khóa, tức nó gọi là 5 tín chỉ. Thì hai cái tín chỉ đó là lịch sử Hoa Kỳ, một tín chỉ là lịch sử tiểu bang, một tín chỉ là civic. Civic ở bên này á, tức là xem như tín chỉ, xem như một giờ đi, mình cứ nói một giờ thì 2 giờ là sử Hoa Kỳ, 1 giờ là sử tiểu bang, 1 giờ là civic và 1 giờ là sử thế giới. Tức là trong 5 giờ một tuần, mỗi tuần đó là mỗi tuần nào cũng học trò cũng phải có mặt 5 giờ. 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ ở tại trường. Thế thì cái giờ nghỉ nó là bao nhiêu phút? Giờ nghỉ có 5 phút à. Tức là để chuyển lớp. Để chuyển lớp đó. Nhưng mà giáo viên đó thì có mặt 6 giờ ở tại trường, và có mặt trước trường nửa tiếng, và sau khi tan trường quay ở lại nửa tiếng nữa là 7 giờ. Ít nhất là 7 tiếng. Và 7 tiếng thì ở lại trường, tức là trước nửa tiếng và sau nửa tiếng. 5 giờ dạy và 1 giờ nó gọi là planning để soạn bài. Tức là có mặt 7 giờ tất cả. Thế thì cái giờ trưa đó thì anh phải cố gắng làm thế nào để ăn nó không mất cái giờ dạy. Tức là thôi thì tôi chọn cái giờ planning vào cái giờ ăn trưa. Thế thì bây giờ thí dụ như lấy một cái môn, anh nói anh có dạy như vậy là tất cả cái môn social study đó là gồm có lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử tiểu bang, civic, lịch sử thế giới. Civic, lịch sử thế giới thì trong 4 môn đó là 3 môn là thuộc về lịch sử rồi. Một môn công dân. Nói là công dân nhưng mà nó là lịch sử, là vì nó không dạy về đạo đức như bên này, mà nó dạy về các hệ thống tổ chức chính quyền, có đủ các thứ loại: chế độ độc tài, chế độ độc tài toàn trị, chế độ độc tài tôn giáo, rồi chế độ quân chủ phong kiến trung ương tập quyền, rồi chế độ dân chủ. Dân chủ thì nó có loại chế độ dân chủ theo chế độ tổng thống như Hoa Kỳ, hay là chế độ dân chủ đại nghị như là bên Anh Quốc. Thế thì xin hỏi anh này chứ, bây giờ nói về sách giáo khoa thì gồm có sách cua, sách tham khảo, sách bắt buộc, sách chọn lựa gì, thì anh nói về các loại sách giáo khoa mà anh có thể sử dụng và học trò có thể sử dụng trong thời gian đi học. Thưa quý vị, tất cả các sách giáo khoa đó thì nhà trường không có quyền chọn, mà do cái nhà học chính chọn. Mà nhà học chính thì cũng có thể là do tiểu bang nó chọn, tức là nhà trường nó mua cho nhà trường mua về lãnh để ở kho. Thí dụ như là tôi dạy về sử thì nó có hai loại sử,
Hoa Kỳ, một loại nó soạn cho cái dành học sinh cấp cấp 2. Thí dụ như cái cuốn này nè. Cuốn này là cấp 2, cái này cấp 3. Cuốn nào cấp 3 đó anh? Để cuốn cấp 3 cái này. Dễ lên. Thì có thể là các tác giả khác nhau, tên khác nhau nhưng mà nội dung giống nhau. Nhưng mà trong một năm anh dạy đó, tức là anh có nhiều năm dạy sử Hoa Kỳ thì chia làm hai khóa. Nghe hả? Thế thì hai khóa, thế rồi dạy civic thì nó có một cuốn. Anh đưa ra, anh cầm lên cái cuốn mà cấp cuốn này 2. Là cho đệ nhất cấp này, cuốn đây này là cấp cấp hai này, cuốn này thí dụ như là cuốn này là cấp 3. Cái cuốn này hiện tại chúng tôi mới vừa đặt mua. Cái này là cháu tôi bây giờ nó đang học, cháu nội tôi nó đang học. Nhưng mà thực ra đó là cái sách này là nhà trường mua, nhưng mà cái phần học sinh đó thì bây giờ nó có cái công nghệ internet mới đó, thì cháu của chúng tôi là nó học online. Thời tôi dạy không có chuyện online, chứ nó không phải mua sách. Nó cũng lấy cái sách của nhà trường về, nó đem về nhà. Không, cái thằng cháu của mình á là nó không có đem sách về nhà, mà nó chỉ tham khảo online không. Online cũng có sách giống nhau à? Mà nó không có phải mua, học sinh phải mua gì hết. Cái tiền chi phí đó thì nếu tôi không nhầm á, thì liên bang chi cho tiểu bang mỗi một học sinh đó, thời tôi dạy đó, của một trường đó được lĩnh 5.000 đồng tiền của liên bang dành cho một học sinh. Thì nhân cái số mà cái district á, cái nhà của tôi có bao nhiêu học sinh thì được lĩnh cái con số học sinh đó nhân với 5.000, thì cái tiền đó nó chi cho trả viên giáo chức, rồi sách giáo khoa, có nhiều thứ, rồi nó lại còn có tiền thuế tiểu bang chi cho nó nữa. Thành ra district nó có 2-3 loại trường tiền, một loại tiền của liên bang, một loại tiền của tiểu bang. Tức là nói cái thời của anh đó là mấy chục năm về trước. Tôi về hưu năm 1998. Đấy là cách đây cũng là hai mấy năm rồi. Vâng. Thì tức là bây giờ thì tôi không biết nhiều. Vâng. Bây giờ trở lại là anh nói là có, thí dụ như trong cái một cái môn anh dạy, nó có nhiều hạng sách khó sách dễ như thế này, anh giới thiệu. Đây là, thí dụ như sách dễ thì các sách civic thì nó giống nhau chứ không có sách dễ gì hết. Bởi vì cuốn sách đó nó đơn giản hơn. Vâng. Nhưng mà sách lịch sử Hoa Kỳ nó phức tạp, nó nhiều lắm. Do đó nó chia làm hai loại. Thì cái loại này á thì nó viết nhiều về những cái chi tiết mà mỗi một chính quyền có phải điều hay là đối phó với cái gì đó. Thí dụ đối với vấn đề kiện tụng gì cả nó cũng ghi vào trong này. Đối với vấn đề biên giới loạn liên hay là thời kỳ mà có chiến tranh Việt Nam đệ nhất cấp đó, thì bên đây nó gọi là middle school đó. Thì cái cuốn này là cuốn tương đối dễ, mà tôi chọn cuốn này dạy cho học sinh Việt Nam. Và tôi cũng đã dịch sang tiếng Việt cuốn dễ sang cuốn này. Đây này, một cuốn này tôi dịch ra làm thành hai cuốn đó chứ không phải, bởi vì dịch sang tiếng Việt là đánh máy nó nhiều lắm. Đây là cái bản dịch của tôi nè. Bản dịch đây cũng là bản dịch, đây là tập 1, tập 2 của tôi đấy. Thì cái cuốn này là tôi chọn cho học sinh Việt Nam. Học sinh Việt Nam thì đa số chúng nó học cuốn này, nhưng mà cái nội dung thì nó có hết, đại khái nó có giống nhau hết, nhưng mà nó cái thơm mà cái cách viết của nó, cái câu văn nó dễ dàng hơn. Mà mỗi bài học nó trong cái cuốn này á, đây này, quý vị sẽ thấy là nó ra những cái câu hỏi vắn tắt, rồi nó đặt cho học sinh phải đọc để nhìn nhận ra những cái sự kiện chính ở trong cái bài học trong đó, rồi nó đặt ra những câu hỏi để học sinh trả lời đó, về nhà trả lời. Xong rồi bữa đến học với giáo sư thì giáo sư bên đây nó dạy theo cái lối đối thoại, thì học sinh nó mở ra nó tìm những cái bài nào mà nó thắc mắc, những câu nào mà nó không làm được á, thì nó hỏi tôi. Thì tức là cái thời của anh đó là học sinh được đem sách về, đem sách về, tức là mỗi thí dụ như bây giờ sách trong học sinh của anh 20 đứa nó được lên, mỗi đứa một cuốn đem về, nó có nhiều như vậy, có đủ lý do. Nhưng mà cuối tháng cái ngày chốt nó phải trả lại nhà trường để cho cái lớp khác nó tiếp tục nó có. Nếu mà nó làm hư là mất thì nó phải đền, nó phải trả tiền bồi thường cho nhà thư viện. Học sinh phải chịu, phụ huynh học sinh phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Thành ra tôi cũng có, nhưng mà tôi có nhiều sách hơn. Đây này, cuốn sách này là của tôi để ở bàn đấy,
rồi cuốn sách cho ấy tôi cũng có, tôi cũng phải để ở bàn rồi tôi tham khảo tất cả những cái cuốn sách khó hơn. Bây giờ anh nói gì những sách khó, bây giờ có cuốn sách dễ thì và những cuốn sách tham khảo, thì tham khảo đó là để dành giáo sư tham khảo hay là cho học sinh tham khảo? Thí dụ như giáo như... học sinh thì đâu không có thời giờ tham khảo, nó chỉ thắc mắc mà thắc mắc ở trong này nó không có đủ thì tôi phải dùng cái sách tham khảo để tôi trả lời. Nó cái sách tham khảo đó là ai mua ai chọn? Cũng là dưới thư viện qua hết, thư viện qua hết. Thư viện có nghĩa là thư viện trường. Thư viện trường đó, thư viện ở đây nó đầy đủ lắm. Có nghĩa là nha đã mua để vào ở trong thư viện. Thường nó có tiền chi phí cho cái thư viện của trường. Tức là sở học chánh đã mua sẵn. Nó dành ngày sẵn, nó có khoản tiền mỗi năm nhà trường có quyền mua thêm bao nhiêu sách. Mà bây giờ thí dụ bây giờ anh nói anh có dạy ba trường Stadium nè, Lincoln nè và Wilson đó, thì trong cái thời gian ba cái trường đó anh có dạy cùng một môn sử với nhau hay không? Thì cái môn sử nó giống nhau. Và anh đi các trường đó cũng thì, thế. Thì những cái sách mà trong thư viện của họ có giống nhau hay không? Giống nhau hết. Vì nó cùng một district. District tức là nhà học chánh. Nó chi phối hết tất cả. Và bây giờ cả những sách tham khảo bây giờ tham khảo ở đây em thấy anh cầm nó, những nó có giống hết, cầm giống lên, nhau hết. Cầm lên. Ở trong thư viện của high school đó, trường nào nó cũng có đầy đủ hết. Nó có cả các sách gọi là encyclopedia, ta gọi là bách khoa từ điển đó, thì nó có nhiều bộ bách khoa từ điển đó, về một cái chi tiết thì vấn đề gì để xuống đó thì giáo sư có thể đến tham khảo, mà học sinh cũng có thể đến tham khảo. Cái vấn đề Anh ngữ là nó đâu bằng sách Anh ngữ cả, thì dĩ nhiên là giáo viên thì phải rành cái những cái từ ngữ ở trong đó để mà đọc, còn học sinh thì nó cũng dư thừa rồi. Vậy là sách tham khảo thì nó dồi dào hơn, dồi dào hơn, nó có nhiều chi tiết hơn. Nhưng mà mỗi trường chắc cũng có giống nhau không? Giống nhau hết, bởi vì cái tiền của district á, của nhà học tranh chi cho các trường được mua bao nhiêu sách thì nó có lấy tiền giống nhau à. Vâng, nó tùy theo cái số học sinh của mỗi trường thì nó được nhiều ấy. Vâng, thế thì học sinh khỏi mua không? Học sinh không hề phải mua cái gì hết. Vâng, cả nên sách đọc thêm cũng không mua. Vâng. Nhưng mà cái đây này là mấy chục năm về trước, nhưng mà tôi được phỏng vấn cái thầy giáo ruột đó, nó đang đi học ở bậc trung học đó, thì nó nói là nó có cái key vào trên cái internet của trường cho, mà không phải là người ngoài access được, không có người ngoài vào được, mà chỉ có học sinh của cái trường đó được. Thì nó vào trong cái online đó, nó load xuống bài vở, câu hỏi, trả lời gì, nó làm online hết. Nó không cần phải mua sách để về nhà nữa. Mà hỏi tôi hỏi sách nào thì nó cũng rất là khó khăn, là vì trong trường người ta để sẵn ở trong cái online đó, là cái công nghệ mới bây giờ đó. Cái thời tôi học thì chưa có online, nhưng mà sách này quý vị đây, tôi mở cho quý vị đây. Mỗi một bài học nó có đều những cái câu tóm lược và câu hỏi và câu trả lời ở trong này. Đây này quý vị này, đây này, thí dụ như A, đây là A này, thì nhìn nhận những cái ý chính trong bài. Đấy, cái phần dưới B này đó, thì nó gọi là chọn những cái chi tiết quan trọng. Cái câu chữ 3 là tiếng Anh nó là như vậy. Thì dưới này nó bảo là học sinh về chọn đó, những cái bài làm này của nó. Thế là sang bên này đó, là nó có những cái câu hỏi, nó có 4 loại câu hỏi. Thứ nhất đó, nó gọi là, ta gọi là, tôi không biết tiếng Việt dịch là sao, multiple choice đấy, thì là chọn lựa đấy, nó chưa đưa ra một cái lời tuyên bố, rồi tuyên bố đó giống như là một cái câu nó bỏ lửng, thì mình phải chọn một trong 4 cái câu trả lời bên dưới là ABCD, gọi là câu hỏi ABCD. Đó là một loại. Loại thứ hai á, nó gọi là đúng hay sai. Đúng hay sai thì nó đề chữ T với chữ F và true, tức là F và false, thì nó đã đưa ra một cái lời tuyên bố có thể đúng có thể sai, nhưng mà học sinh phải trả lời đúng hay sai. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba nó gọi là bổ túc, completion, thì nó hỏi đưa ra một câu xong nó bỏ trống một chỗ, điền vào chỗ trống, mình điền vào chỗ trống. Thí dụ như vua Gia Long lên ngôi năm thì mình điền vào năm 1802, ông Quang Trung đánh bại quân thì mình lấy quân Thanh, hay là vua Quang Trung đánh bại quân Thanh vào năm thì mình điền vào năm 1789. Thế cái phần thứ tư nó gọi là SC, tức là nó cho một cái câu mà viết một cái về, thí dụ là nói về vua Quang Trung thì anh viết ít nhất là 10 dòng về vua Quang Trung. Luận văn. Cảm ơn anh đã khái quát về sách giáo khoa ở các trường trung học ở Mỹ, mà cái
Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm 30 năm về trước và cái sơ sơ về tình trạng hiện nay. Còn thì cái vấn đề Việt Nam tôi nghe nói là như thế này, là ở Việt Nam cứ ra sách và bán cho học sinh, bắt học sinh mua. Thì cái vấn đề đó là vấn đề làm cho phụ huynh than phiền là họ không có đủ tiền. Thứ là cái vấn đó là về vật chất, nhưng mà về tôi nghĩ là về hiệu quả đó, thì nếu mà mỗi năm mà quý vị thay sách giáo khoa đó thì cái hiệu quả không có tốt, nó gây hại là thứ nhất là làm cho chính giáo viên cũng không theo kịp được cái nội dung của sách giáo khoa, cho nên là họ không nắm vững, mà khi mà giáo viên không nắm vững thì làm sao truyền đạt lại cho học sinh. Đó là cái vấn đề tôi cốt yếu nhất, là vấn đề sách giáo khoa mà thay đổi liên tục như vậy là vấn đề hiệu thứ nhất là cái hiệu quả không có, là vì giáo viên giống như là học trò không được có giáo viên cũng giống như học trò, cũng mới toanh như nhau. Như vậy là giáo viên không có một cái khả năng gì hơn học trò cả, do đó là cái hiệu quả không có. Thứ hai nữa là cái hiệu quả của cái cuốn sách mà năm ngoái và vừa rồi mà chưa có được đánh giá, thì năm nay đã đổi rồi, thì không có ai đánh giá cái hiệu quả của quyển nào cả, của cái bộ sách nào cả. Thành ra cứ tung ra thị trường, cứ hốt lời, một số người được lời rất là nhiều, trong lúc đó thì không có hiệu quả cho ai và không ai đánh giá được. Cái vấn đề mà việc làm á, có giá trị hay không á, là phải có cái sự đánh giá. Không có sự đánh giá là cái sự thất bại nó nằm ở ngay chỗ đó. Thưa quý vị, đó là cái nhận xét của chúng tôi lên án cái chuyện mà sách giáo khoa mà thay đổi sàn xoẹt là cái chuyện không hiệu quả, và cái chuyện đó là hại, là giết hại cái nền giáo dục ngay tại chỗ. Và cái yếu tố thứ hai là quý vị bắt kẹt con dân chúng phải là bỏ tiền ra mua, mà mua một cái sự không hiệu quả như vậy là quý vị, và chúng tôi chỉ than ôi và lắc đầu. Thứ ba nữa là tôi có nghe nói là quý vị bắt chước đi ra nước này nước nọ, bắt chước tôi không biết bắt chước ai, mà tôi nghi là bắt chước, gọi là bắt chước Mỹ. Quý vị nói là tư nhân hóa, cái chữ tư nhân này có vẻ tư nhân rồi xã hội hóa gì đó. Nhưng mà quý vị nghe anh Quang trình bày nãy giờ đó, thì quý vị thấy là ở Mỹ này á, mang tiếng là tư nhân gì đó, nhưng mà tư nhân ở cái hàng nào đó, ở hàng tốt ở trên liên bang nào không biết, nhưng mà tới xuống cái tiểu bang, tới xuống sở học chánh rồi là đồng đều, tức là người ta đã chọn lựa sẵn, chọn lọc tất cả những cái gì nó tốt đẹp sẵn rồi, thì các trường học giống nhau đó. Do đó là quý vị đừng có nó bắt chước cái đuôi mà không bắt chước cái đầu. Nước mình chỉ có một nước, tức là so với người ta chỉ bằng có một tiểu bang thôi. Quý vị bắt chước cái tầng nào ở liên bang mà bắt chước cũng không đúng nữa, mà quý vị cho rằng tư nhân quá. Ai mà có chủ trương đó, tức là một là không biết, hai là cố tình phá hoại cái nền giáo dục của mình. Và xin mời anh Quang nhận xét tại sao mình không nên bắt chước Mỹ nói chung. Chính sách của Mỹ là nó cứ 4 năm mà lần bầu tổng thống, thì chỉ có ông tổng thống đó lên có thể chính sách khác. Thì những cái cuốn sách giáo khoa từ trước giờ nó vẫn giống nhau. Bây giờ sau cái nhiệm kỳ đó thì có thể có chính sách nào khác, nó phụ thêm vào cái phần đó thôi. Tức là sách lịch sử nó cũng những sự kiện nó giống nhau hết, nó chỉ khác là cái thời gian kéo dài. Có thể ông Nixon hay ông mới này làm được cái gì khới thì nó thêm vào cái phần đó, thì nó sẽ bổ túc cái cuốn sách cũ thôi. Thành ra sách nó không có gì thay đổi khác cả. Nhưng mà ở bên Việt Nam tôi không biết tại sao này cứ mỗi năm có một sách giáo khoa mới mà đất nước đã ổn định. Tức là từ năm 75 đến nay là chính sách của nước nhà nước là đã ngưng được cái vấn đề đánh bại quân xâm lăng rồi. Bây giờ ổn định thì cái phần mà cho đến năm 45 nó phải giống nhau hết. Thế nó chỉ khác nhau cái từ năm 75 cho đến những năm kế tiếp. Nếu những năm kế tiếp có gì khác thì bây giờ mới lại bổ túc thêm. Thưa anh, cái vấn đề mà tư nhân hóa ở Việt Nam nó có cái nguy hiểm như thế nào đối với anh Đức Gia? Tôi phải công nhận là rất là nguy hiểm, bởi vì Việt Nam mình là nằm dưới thống trị của Liên minh Pháp và Vatican hơn 100 năm, với lại hơn 20 năm ở miền Nam Việt Nam là cái thế lực ngoại bang nó nắm quyền chính trị, nó kiểm soát chặt chẽ cái môn lịch sử. Do nó kiểm soát, thí dụ như ông Nguyễn Hiền Lê mà ông viết cái dịch cái bộ sách lịch sử thế giới của một người Pháp,
chả có cái gì lắm quan trọng, chỉ có hai cái điều mà rồi nó cũng cấm, tức là một cái điều là nó có nói đến một bộ sách, nó có nói đến cái thuyết tiến hóa của nhà khoa học Darwin, thì vì giáo hội La Mã cấm cái thuyết đó. Thứ hai á, là trong cái cuốn hai, trong cái năm cuốn sách của ông Nguyễn Hiến Lê biên soạn á, thì có cuốn hai có nói đến cái vấn đề các giáo hoàng thời Trung Cổ bê bối loạn luân dâm loạn á. Thì ông linh mục miền Trung đó, ông ấy đọc ông thấy vậy rồi ông ấy đề nghị với chính phủ Ngô Đình Diệm vào cuối năm 1955, tới cái bộ đó bộ sách cái vừa mới hoàn thành xong, thì chính phủ Ngô Đình Diệm ra lệnh là tịch thu và cấm lưu hành cái bộ sách đó. Rồi kể từ đó là cái thời kỳ mà tôi bắt đầu vào đại học sư phạm, thì không tìm ra một cuốn sách lịch sử thế giới nào bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Pháp ở ngay các cái sách tiệm sách mà người ta bán cả sách ngoại quốc, nhưng mà không có một cuốn sử nào như vậy. Thế mà khi mà tôi học ở đại học sư phạm vào năm thứ hai á, thì bà Bourio là bà ấy là cái người giáo sư dạy về lịch sử thời Trung Cổ ở bên Pháp, vì con nói nhiều đến cái chuyện bê bối của đó thì tôi không nào có được, mà tiếng Pháp thì mới xin lỗi là giáo sư Pháp lại nói tiếng Pháp, mà học sinh sinh viên Việt Nam quý vị biết rằng cho rằng học tiếng Pháp cũng chưa chắc đã ghi nổi, họ nói thao thao bất tuyệt. Do đó tôi phải tìm một cách là tôi liên lạc với lại cái trường. Anh đang nói cái chuyện gì hồi thời nào anh nói? Thời 55 đoạn rồi, không sau đó thì không có sách về sử thế giới. Mà bà Bourio thì lại dạy sử thế giới. Tức là anh nói cái thời thời ông Diệm đó. Thời ông Diệm. Mà trước đó thì lại không có nữa. Trước đó thì nó lại không có nữa. Thế thì tôi phải đi liên lạc và thân với lại một cô nữ sinh đang học ở trường Marie Curie. Cô đó là người bồ của bạn thân của tôi, và bây giờ thì cái cô bồ đó với người bạn thân tôi đã thành vợ thành chồng rồi. Thì cô đã học cái chương trình Tây nó có. Tôi mới lấy cái bản đó về, tôi mới dịch ra bằng tiếng ấy, thành ra tôi là vua cha từ điển Đức Bác lúc bây giờ. Dịch ra xong rồi tôi phổ biến cho anh em ở trong lớp chúng tôi, thành ra lớp chúng tôi được rất nhiều người làm bài được, và cái số lượng mà người đậu bình thứ ở trong cái lớp của tôi đông lắm, phải nói là bình thứ với bình với thứ là đông lắm. Thì là tôi phải nhờ vậy mà tôi biết được, nhưng cũng giới hạn thôi, vì cô đó chỉ học lớp đệ tam, lớp đệ nhị thôi chứ đâu có nhiều, nhưng mà ít ra cũng biết được. Đó là tình trạng cấm. Thế thì khi cấm như vậy thì toàn bộ cái những người tốt nghiệp lớn lên và tốt nghiệp ở thời Pháp thuộc từ 85 đến 45, cũng như là cái thời từ 45 đến năm 75 là không hề biết tí gì về lịch sử thế giới. Mà đã không biết lịch sử thế giới, tức là không biết những cái bê bối hay là lịch sử giáo hội La Mã, mà cũng không biết luôn cả những cái việc mà giáo hội La Mã đã trực tiếp can thiệp vào nội tình Việt Nam từ giữa thế kỷ thứ 17 cho đến ngày nay. Thành ra tôi nói thật là các ông bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, nhà văn, nhà báo mà tốt nghiệp cái thời kỳ đó, học tiếp nhận cái sự học tiểu trung và đại học ở Việt Nam trong cái thời mà từ 85 cho đến 1885 cho đến năm 1975, không biết gì về lịch sử Việt Nam. Bởi vì nó bị kiểm soát chặt chẽ như vậy rồi. Mà họ bây giờ còn mà học thi họ đa số là bằng B, bằng A nên thì họ lo toán nhiều hơn. Thành ra họ giỏi. Lúc mà họ có bằng chứng tài toán rồi và học y khoa, học quốc gia hành chánh, học luật, học đủ các thứ. Nhưng mà cái đầu óc họ rỗng tuếch về vấn đề lịch sử. Mà đã rỗng tuếch về vấn đề lịch sử thì cũng rỗng tuếch về những cái phương pháp chính trị của người ta nữa. Thành ra các ông ấy viết những cái bài mà nếu là các ông ấy là cái tệ này, ý mình có cái bằng đại học với lại cái chức nghiệp nghề như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, văn sĩ gì đó thì cứ viết chữ bừa bãi, viết theo cái ý của họ, nhưng mà không phải là ý của họ mà là ý của bộ máy tuyên truyền của giáo hội La Mã hay là bộ máy tuyên truyền của các chính quyền miền Nam Sài Gòn. Họ viết bậy viết bạ, họ không biết đúng hay sao, họ cho thế là đúng. Nhưng mà khi mà họ viết hơn 20 bài mà tôi đã phản biện, thì tôi nêu lên những cái điều họ sai thì họ thủ khẩu như mình, có nghĩa là câm như hến, không trả lời được tôi. Cái bài viết đó tôi có phổ biến gọi là những bài viết phản biện không thể phản biện được.
tôi phản biện đó, thì trong đó có những tiến sĩ luật sư như ông Lưu Nguyên Đạt, ông Mai gì đó, rồi ông Phạm Cao Dương, ông Hoàng Ngọc Thành, ông Trần Gia Phụng, ông nhà Nguyễn Ngọc Ngạn, ông Chu Tất Tiến, ông Tôn Tất Thiện, nhiều lắm, tất cả tiến sĩ cả, nhưng mà không có ai trả lời được tôi, là vì họ không có cái background về lịch sử. Mà là, thí dụ như là ông Lưu Nguyên Đạt, ông nói rằng Việt Minh cướp chính quyền từ trong tay người Nhật và người Pháp bằng bạo lực, như vậy là không có dân chủ. Thế ông ấy nói đúng. Tôi mới đặt câu hỏi là, thưa ông, một cái liên minh đế quốc xâm lược mà nó đánh đuổi mình, nó có đủ các bộ phận về quân sự, chính trị, đủ các thứ, quân đội của nó hùng mạnh, nếu mình không dùng bạo lực để mà nổi lên chống nó, như là đất nước ta cả 100 năm chống lại nó, chứ không phải là mình Việt Minh chống. Thế, từ ông Trương Công Định, ông Nguyễn ông gì ở Rạch Giá đó, rồi ông Nghiêm Dân Thiện, ông Lê Trực, rồi tất cả các như cụ Phan Đình Phùng, tất cả các lực lượng đó đều thất bại. Ông Hoàng Hòa Thám, ông Đinh Công Tráng là đều thất bại, là vì các cụ ngày xưa không có học kinh nghiệm trong cái vấn đề đánh du kích, lấy nông thôn bao vây thành thị và động viên toàn quốc cùng gia nhập vào cái tổ chức của mình để mà nổi dậy cùng một lúc, thì quân, thì cái liên minh giặc nó không thể dàn quân ra, nó diệt được hết. Cho em nói cái ví dụ mà ông Lưu Nguyên Đạt, tiến sĩ luật sư vậy đó, Lưu Nguyên Đạt, rồi ông có cả một cái website gì tôi quên lâu quá tôi quên rồi, mở cái website đó thì mời toàn là những bác sĩ, những là chức danh lớn lắm. Nhưng mà khi mà ông xã tôi phản biện đó, tôi có gửi cái bài phản biện ông xã tôi đến thẳng cái địa chỉ email của ông Lưu Nguyên Đạt hai lần, không thấy trả lời gì. Chơi, tôi mới nêu lên như vậy rồi, đồng thời tôi mới đặt ra vấn đề và thì ông có biết rằng 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ, người ta nổi lên, người ta cũng dùng bạo lực đánh đuổi cái đế quốc xâm lăng Anh, thì đó cũng là bạo lực đó. Bây giờ nó thành một cái nước Mỹ hùng cường nhất trên thế giới. Đó là chuyện ông Ngô Ninh Đạt. Bây giờ tôi lại nói đến ông Phạm Công Dương. Ông này mới là khôi hài. Ông là xưng là tiến sĩ sử, tôi không biết ông có tiến sĩ ở đâu thì tôi đều nó không biết, nhưng mà tôi biết ông có dạy đại học sư phạm. Ông ấy nói rằng vào tháng 8 năm 1945 á, thì miền Nam á, là còn thuộc Pháp anh chị. À, nếu mà dùng bạo lực mà đánh đuổi Pháp á, tức là bất hợp pháp. Ê, tôi cứ lại mà một cái dân thuộc địa mà bị nó đến mức đó, nó xâm lược, nó cai trị thì phải dùng bạo lực đánh nó, chứ có gì mà ấy mà ông lại nói sai. Rồi ông ấy lại còn biết sai ở chỗ, ông ấy lôi ông đại tướng Võ Nguyên Giáp ra, ông ấy nói về đời tư, rồi ông đặt vấn đề bằng cấp của ông Võ Nguyên Giáp, rồi ông đặt cả vấn đề là ông Võ Nguyên Giáp sống nhờ bên gia đình vợ. Tôi thấy là một tư cách của một sử gia mà lại đi viết môi soi mói về cái đời tư của một vị đại tướng anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam như vậy, mà nó vi phạm cái điều khoản của người viết sử chân chính là không được moi móc đời tư cá nhân, mà ông Phạm Công Dương lại làm cái chuyện đó. Thưa anh, bây giờ mình đi qua quá xa cái đề tài, nhưng mà nhân dịp anh nói về cái bề ngoài đó thì em nói là những người mà cứ đem ra những cái vấn đề đời tư, ví dụ như ông đó ăn mặc rất là tươm tất, hoặc là ông đó ở nhà rất là xề xòa, ông đó rất là khiêm nhượng, ông đó ăn uống rất là thanh bạch, ông đó rất là liêm khiết, ông đó rất là nói chuyện rất là lễ phép, ông đó rất là sang trọng, hay là tất cả những cái chuyện gì mà họ đánh bóng theo kiểu đó, đó là quý vị biết là cái phần mà đóng góp chung cho lợi ích chung đó là không có. Cho nên là khi mà quý vị nghe một người, những người nào mà ca tụng một người nào mà đánh bóng gì những cái vấn đề mà không có liên quan gì tới cái được quyền lợi của quốc gia dân tộc, thì quý vị nắm chắc cái phần là thắng là những người đó là những người đã hại cho quốc gia về chỗ nào đó, họ giấu cái phần hại đi, họ đi ca tụng những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Thí dụ như ông Ngô Đình Diệm không thể nào mà so được với Bác Hồ, thì Bác Hồ vụ Hồ Chí Minh thì họ chỉ nói là ông Diệm mặc áo dài, họ nói chỉ đem ra cái được cái hình ông mặc áo dài, cái bề ngoài, thế là nó nói ông là có tinh thần dân tộc này kia nọ. Thành ra quý vị hãy coi chừng những cái người mà ca tụng một số người nhân vật nào đó mà dựa vào những cái vấn đề chả có dính líu gì tới cái quyền lợi dân tộc, rất là người là
Kính thưa quý vị, nãy giờ thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cũng tạm đạm đủ, và đây là cái phần tóm tắt lại những gì chúng tôi đã nói qua. Thứ nhất là xin anh nói sơ một về cái sự chọn lựa sách giáo khoa nó ở cái từng cấp nào. Dạ, thưa tôi cũng xin nói rõ là tôi đã dạy học ở đây tới 23 năm và dạy nhiều trường, thì các sách giáo khoa là do thượng cấp tức là tiểu bang nó chọn. Rồi cái nhà học chánh là tức một tiểu bang có rất nhiều nhà học chánh, thì nhà học chánh nó đã lãnh hẳn hay là nó được chi tiền để mua tất cả các sách giáo khoa mà đã bên trên cấp trên đã chỉ định. Rồi nó về phân phối về các trường, thì tôi đi dạy thì giáo viên không có quyền gì để chọn sách, mà có sẵn sách ở trong thư viện lãnh ra tùy theo cái số lượng học sinh ở trong lớp mình ghi danh, thì mình chiếu theo cái đó mình xuống thư viện mình lãnh về phân phát học sinh thôi. Và bắt buộc học sinh phải trả lại sau khi mà cái ngày chót của cái khóa học. Tức là học sinh chỉ mượn sách mượn được. Sách đem về đọc được. Đem về học nhà đọc thằng cả giữ cả khóa học đó. Rồi cuối khóa thì cái ngày thi chót đó là sau đó thì học sinh phải hoàn trả lại cho thầy giáo. Yeah. Tôi nghĩ rằng những cái người mà đi khảo sát ở bên Mỹ này mà để mà về cải tổ giáo dục ở Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là họ quan sát ở cái lĩnh vực liên bang. Tức là tôi được biết là để tôi sẽ có một phỏng vấn riêng một người khác cũng có nghiên cứu về cái tiểu bang nó chọn lựa sách. Các nhà sản xuất nó liên hệ với các tiểu bang để mà nó vận động nó bán sách như thế nào, thì chúng tôi sẽ có một phỏng vấn riêng. Do đó là Việt Nam mình lại đem cái chuyện ở tiểu bang mà đem lại đi xuống cho mỗi trường, cho giáo viên chọn lựa ở mỗi trường thì hoặc là ở mỗi địa phương, thì là một cái vấn đề bắt chước sai hẳn nguyên tắc. Về cái phần lý do cảm tính thì hỏi anh cho một cái câu tại sao mình không nên bắt chước tư nhân hóa như vậy, một câu tóm tắt. Ở bên Mỹ này á, thì tôi xin nói về vấn đề này. Ở bên Mỹ này đó, thực ra nó chưa có hề bị cái thế lực xâm lăng nào cả, mà cũng không có loại mỹ gian để viết sử thiên thèo mẹo dậu để chống lại cái thế lực thắng kiến và tô vẽ cho cái thế lực xâm lăng, và tô vẽ cho cái thế lực do các thế lực xâm lăng giúp nên làm tay sai cho nó. Thì ở Việt Nam mình nó có cái nạn đó, là suốt từ năm 1862 khi mà người Pháp đã với lại Vatican đã được chính quyền triều đình Huế nhường cho ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho đến năm 1945 và năm 4 nữa, thì cái việc viết sử ở dạy những người Việt Nam đó thì nó nằm ở trong cái liên minh xâm lược Pháp, nó khống chế, nó chỉ viết những cái điều gì mà có lợi cho nó, và những cái sự thật về kháng chiến nó cũng xuyên tạc không có đúng. Theo tôi nghĩ thì sách giáo khoa là phải do những cái người mà có khả năng thực học, có kinh nghiệm nhiều, và do Bộ Giáo dục đứng ra lập cái ủy ban chọn những cái thành phần đó viết sách sử rồi chỉ định, giống như là ở bên Mỹ này là người ta in cái bộ sách đó rồi người ta phát về cho các trường để cho các trường theo đó mà dạy. Chứ còn cứ để cho người ta tự do thì bây giờ cái thành phần nó đang vận động lật sử để bây giờ nó viết những cái sử đó ra rồi nó đi vận động này nọ, nó bỏ tiền ra nó mua chuộc, thì cuối cùng thì người ta cũng tham tiền, cho nên mới có cái chuyện cái bộ lịch sử 15 tập đó là viết không có đúng sự thật. Đúng sự thật lịch sử tôi đã nêu lên mà rồi cuối cùng họ cũng lờ đi. Dạ, tới đây thì chúng tôi xin tạm biệt quý vị khán thính giả và thống nhất một câu là chúng ta không nên tư nhân hóa sách giáo khoa, bởi vì cái nước ta qua nhiều cái giai đoạn chiến tranh và có bị ngoại xâm, do đó là cái ảnh hưởng của ngoại xâm vào trong những cái thành phần trong người Việt rất là nhiều, rất là lớn, và đó là cái vấn đề mà chúng ta là một quốc gia thống nhất, một cái nước thống nhất, thì chúng ta không thể có một cái địa phương thì gọi cái ông này là đội đồ mà địa phương khác thì gọi là anh hùng, không thể được. Do đó là cái sự chuyện thống nhất đất nước, thống nhất lịch sử là cần phải được quyết định bởi cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam. Xin hết. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Tôi cũng xin kính chào quý vị, hẹn quý vị trong kỳ tới.